cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vàng cánh tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ để trong mong chi, chần chừ sẽ không yên thân, vì đại ca đã kêu bò xuống. Thôi, đại tướng Lê Văn Minh, tổng thống, chính quyền Sài Gòn, quân đội, quân lực Cộng hòa đã quyết tiến đầu hàng cho lực lượng